Duy Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin sáng thứ ba ngày 1 tháng 10. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những cảnh báo về sương giá và tuyết rơi và người dân Canada phải đối mặt với thời tiết lạnh giá vào đầu tháng 10. Và khi mà tháng 10 bắt đầu, thưa quý vị, thì một số tỉnh đang chuẩn bị cho tình trạng băng giá và một số tỉnh cũng sẽ phải đối mặt với tuyết rơi vào đầu tháng. Theo nhà khí tượng của Your Morning in CTV, thì khu vực Prairies, bao gồm Alberta và Saskatchewan, sẽ có sương giá vào sớm ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10. Và trên khắp miền Đông Canada, thì một số khu vực của Quebec cũng như là New Brunswick dự kiến cũng sẽ có sương giá vào ngày hôm nay. Ngoài sương lạnh, thì khu vực Ngũ Đại Hồ ở phía dưới, bao gồm London, Ontario, cũng đang phải vật lộn với sương mù dày đặc vào sáng ngày hôm nay và có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn. Trong khi đó, dự báo cảnh báo rằng người dân ở miền nam Alberta thì có thể sẽ phải chịu những cơn gió mạnh có sức gió lên tới 100 km/h và sẽ mạnh hơn nữa vào chiều ngày hôm nay. Và một phần ở phía bắc của BC cũng đang được cảnh báo về tuyết rơi với lượng tuyết tích tụ đạt gần 10 cm. Sự kiện thời tiết này ở khu vực công viên Montreal Lake và Stone Mountain được cho là do khối không khí lạnh từ Yukon và đã chạm với hệ thống mặt trận Thái Bình Dương gây ra một trận tuyết rơi dày nhất từ sáng thứ ba cho đến giữa trưa ngày hôm nay. Cảnh báo thời tiết cũng đã được đưa ra vào sáng sớm xung quanh khu vực Vịnh Hudson, một vùng nước mặn lớn ở đông bắc Canada khi mà hệ thống thời tiết di chuyển qua Ontario và Quebec gây ra mưa rào cũng như là giông bão trong suốt cả ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong ngày đầu tháng 10 thì chúng ta sẽ một lần nữa nói về mức lương tối thiểu tại Ontario, Manitoba, Saskatchewan và Prince Edward Island đã tăng. Và mức lương tối thiểu tại 4 tỉnh này đã bắt đầu tăng vào ngày 1 tháng 10. Chính xác thì tại Ontario tăng 65 cent lên 17 đô 20 cent một giờ. Mức tăng này gắn liền với lạm phát. Còn mức lương tối thiểu của Saskatchewan sẽ tăng 1 đô lên 15 đô. Nhưng vẫn là mức thấp nhất ở Canada, thưa quý vị, cùng với Alberta. Tại Manitoba thì mức lương sẽ tăng 50 cent lên 15 đô 80 cent. Và mức tăng này tuân theo công thức được đặt ra trong luật của tỉnh gắn liền với tỷ lệ lạm phát của năm dương lịch trước đó. Tại Prince Edward Island thì mức lương tối thiểu tăng 60 cent lên 16 đô sau khi tăng 40 cent vào đầu năm nay. BC có mức lương tăng tối thiểu cao nhất trong tất cả các tỉnh, đó là 17 đô 40 cent, trong khi mức lương 19 đô 1 giờ của Nunavut là mức lương cao nhất hiện nay trên toàn Canada. Mức lương tối thiểu của liên bang mà chính phủ cho biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới khoảng 30.000 nhân viên trong khu vực tư nhân do liên bang quản lý là 17 đô 30 cent 1 giờ. Mức lương tối thiểu theo giờ thấp nhất của Canada hiện nay so với các tỉnh khác trên cả nước như thế nào, thưa quý vị? Đối với sinh viên, những người mà thường kiếm được một mức lương tối thiểu tại các công việc mùa hè của mình, thì mức tăng này rất đáng tin mừng. Với chi phí mua sắm, tiền thuê nhà và các thứ khác thì tôi nghĩ rằng là mức tăng này cũng không đủ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng việc mà họ tăng một mức lương tối thiểu là một bước đi tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng mức lương cần phải cao hơn nữa, theo chia sẻ của một sinh viên. Tại Saskatchewan, tỉnh có mức lương theo giờ thấp nhất, được tăng lương vào mùa thu năm nay. Nhưng mà ngay cả sau khi mức tăng lương tối thiểu thêm 1 đô lên 15 đô một giờ thì tỉnh này vẫn ở dưới đáy của Canada. Nunavut thì có mức lương cao nhất 19 đô một giờ, trong khi BC như vừa nói dẫn đầu với các tỉnh. Và mức lương tối thiểu liên bang được áp dụng vào năm 2021 cho đến nay. Mặc dù có hy vọng rằng mức tăng lương sẽ giúp nâng cao mức sống cho một số người, Giám đốc Chính sách và Quan hệ Chính phủ của Phòng Thương mại Greater Saskatoon vẫn lo ngại về những chi phí tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những tác động có thể sẽ khá lớn nếu như họ không thể chi trả một số chi phí này. Và chúng ta sẽ thấy một số quyết định khó khăn được đưa ra khi mà những khoản lợi nhuận đó ngày càng nhỏ đi. Điều đó có nghĩa là những doanh nghiệp phải chuyển những chi phí tăng thêm đó cho người tiêu dùng của mình. Điều mà không ai muốn thấy vào thời điểm này. Và các hành động tăng lương tối thiểu diễn ra vào thời điểm mà tỷ lệ thất nghiệp của Canada đối với những người trẻ tuổi từ 15 đến 24 tuổi, thưa quý vị, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2016, không tính những năm xảy ra đại dịch. Theo thống kê Canada,
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên hiện nay là tăng 2,9% từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 và lên 12,8%. Mark Law, là giáo sư kinh tế tại Đại học Vermont, đã tin rằng một số yếu tố có thể góp phần vào tỷ lệ thất nghiệp, bao gồm việc cắt giảm doanh nghiệp cũng như là sự quan tâm giảm sút của sinh viên tìm kiếm việc làm mùa hè. Và khi mà tôi nói chuyện với các chủ doanh nghiệp nhỏ hơn, thì họ thường nói rằng chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai muốn làm việc với mức lương mà chúng ta đang trả. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nói về khi nào thì thu nhập cơ bản toàn dân có thể bắt đầu ở Canada, thưa quý vị. Những người ủng hộ cho rằng một chương trình gọi là thu nhập cơ bản cho toàn người dân Canada có thể sẽ tạo ra một sự khác biệt trong việc giúp đỡ những người mà đang vật lộn với công việc bấp bênh cũng như là thu nhập thấp. Nhưng mà một số người tự hỏi, liệu nó có giải quyết được hậu quả vấn đề đói nghèo hay không? Và liệu Canada có đủ khả năng chi trả cho một chương trình được gọi là chương trình lương bảo đảm cho toàn dân hay không? Khái niệm này đã gây ra tranh cãi, mặc dù chương trình gần đây đã thu hút được sự chú ý ở một số tỉnh. Newfoundland và Labrador đã công bố chương trình này vào tháng 11 năm 2023, một chương trình kéo dài 3 năm dành cho cư dân từ 60 tuổi đến 64 tuổi, và chương trình này sẽ cung cấp một mức trợ cấp tương đương với chế độ phúc lợi dành cho người cao tuổi của liên bang. Các yếu tố xã hội quyết định về sức khỏe có những tác động lớn hơn nhiều tới hạnh phúc so với chính hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thủ hiến của Newfoundland đã nói, và tôi tự hào khi nói rằng với tư cách là một chính phủ thì chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào các yếu tố xã hội quyết định tới sức khỏe, cả trong chi tiêu cũng như là chỉ thị chính sách của chúng tôi. Một báo cáo cũng đã tiết lộ rằng, thông tin chi tiết về một chương trình thu nhập cơ bản được bảo đảm trong 5 năm có thể có. Chương trình này sẽ cung cấp thu nhập bằng 85% ngưỡng nghèo chính thức do chính phủ xác định tại Prince Edward Island. Ngoài ra, thưa quý vị, Thượng viện cũng đang nghiên cứu dự luật S-233 được Thượng nghị sĩ Kim Page đưa ra vào năm 2021 nhằm tạo ra một khuôn khổ quốc gia cho thu nhập cơ bản được bảo đảm để có thể đủ sống. Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính xây dựng khuôn khổ quốc gia để có thể cung cấp cho mọi người trên 17 tuổi ở Canada, bao gồm cả những người lao động tạm thời, thường trú nhân, người xin tị nạn, quyền tiếp cận thu nhập cơ bản được bảo đảm đủ sống. Và trợ cấp ứng phó khẩn cấp của Canada dành cho người lao động đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 đã cho thấy rằng đất nước có cơ sở hạ tầng và khả năng để có thể thiết kế những chương trình nhanh chóng để ứng phó với những nhu cầu về kinh tế. Và chúng ta có thể có đủ khả năng chi trả cũng như là thu nhập đủ sống được bảo đảm. Nhưng mà chúng ta không thể chi trả được chi phí về con người, xã hội, tài chính và sức khỏe khi mà liên tục bỏ mặc mọi người trong cảnh đói nghèo và vô gia cư. Các khuyến nghị về việc mà thực hiện thu nhập đủ sống được bảo đảm đã có từ ít nhất là 5 thập kỷ trước, thưa quý vị. Đáng chú ý là khi được khuyến nghị bởi các báo cáo từ năm 1970 của Ủy ban đặc biệt về nghèo đói của Thượng viện và Ủy ban về địa vị của phụ nữ. Vậy thì thu nhập cơ bản được bảo đảm là gì? Giáo sư danh dự tại Trường Nghiên cứu Lao động và Khoa Kinh tế Đại học McMaster Hamilton của Ontario đã nói rằng không thể đoán được khi nào thì một chương trình thu nhập cơ bản được bảo đảm có thể bắt đầu ở Canada. Ông tin rằng Canada có thể chi trả cho một chương trình như vậy. Và ông cho biết, thu nhập cơ bản được bảo đảm là một khoản thanh toán tối thiểu mà mỗi cá nhân sẽ nhận được một cách rất là thường xuyên mà không có bất kỳ một hạn chế nào. Và cán bộ ngân sách quốc hội cũng ước tính thu nhập cơ bản được bảo đảm của quốc gia sẽ tốn khoảng 88 tỷ đô vào năm 2022-2023. Tôi nghĩ thẳng thắn mà nói, họ không thể không triển khai thu nhập cơ bản vì chúng ta đang ở giai đoạn phát triển kinh tế hoặc là xã hội mà ngày càng có nhiều người đang bị bỏ lại ở phía sau. Và chúng ta cần phải cung cấp cho họ những hỗ trợ để cho phép họ trở thành công dân có đầy đủ những chức năng trong xã hội của chúng ta. Thu nhập cơ bản sẽ yêu cầu thiết lập một mức thu nhập tối thiểu mà không ai được phép thấp hơn và sẽ thay đổi tùy theo khu vực địa lý. Nó sẽ hoạt động cùng với những chương trình và hỗ trợ xã hội quan trọng khác như là những chương trình liên quan tới chăm sóc sức khỏe, khả năng chi trả nhà ở, bảo vệ lao động và tiếp cận giáo dục, và nó sẽ đại diện cho một số tiền đủ để có thể trang trải những nhu cầu thiết yếu và mang lại sự ổn định kinh tế. Ví dụ về chương trình, Canada đã có kinh nghiệm đáng kể về thu nhập đủ sống được bảo đảm.
Nhiều thành phố đã thông qua những nghị quyết ủng hộ việc thực hiện thu nhập cơ bản này. Ngoài những chương trình thí điểm ở Ontario vào những năm 2010 và Manitoba vào những năm 1970, như là trợ cấp trẻ em Canada, trợ cấp thu nhập bảo đảm cho người cao tuổi, hay là trợ cấp về khuyết tật Canada sắp tới, đều là các hình thức thu nhập cơ bản ở cấp quốc gia dành cho trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Khi ngày càng nhiều người phải vật lộn để có thể giữ mái nhà che đầu và thức ăn ở trên dĩa, và ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo từ cấp địa phương tới cấp quốc gia đang tìm kiếm những thu nhập đủ sống được bảo đảm như một giải pháp cho tình trạng đói nghèo và bất ổn hiện nay, thì đây không phải là một ý tưởng mới, mà là một ý tưởng đã đến lúc phải thực hiện. Có những ví dụ khi mà chính phủ tìm được quỹ cho những chương trình bao gồm như là Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, và gần đây nhất là thời kỳ COVID-19. Và giáo sư cũng đã trích dẫn những trường hợp khi mà thủ hiến của Saskatchewan lúc bấy giờ là Tommy Dolas đã triển khai một chương trình bảo hiểm bệnh viện đầu tiên của Canada tại tỉnh này vào năm 1947, hoặc là Thủ tướng Anh lúc bấy giờ đã ban hành đạo luật dịch vụ y tế quốc gia năm 1946. Theo đó, miễn phí chăm sóc sức khỏe dựa trên quyền công dân và nhu cầu bất chấp những khó khăn kinh tế của Saskatchewan hoặc là ở Vương quốc Anh. Những gì mà bạn có là các chính trị gia có niềm tin muốn làm điều này và họ đã tìm ra cách. Hãy xem chúng ta đã làm được gì trong thời kỳ COVID và chúng ta đã in tiền như điên. Vì vậy, nếu như có ý chí, sẽ có cách. Một ví dụ nổi tiếng của Canada mà một số người coi là thành công đó là chương trình Em Income, một thí nghiệm xã hội kéo dài trong 4 năm vào những năm 1970. Julie không biết rằng là những quý vị sống trong thời kỳ này có trải nghiệm hay là có chia sẻ gì. Rất mong quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm của mình về chương trình này từ năm 1970. Nhưng mà quay trở lại thì Thủ tướng của Đảng Tự do khi đó là Pierre Trudeau đã hợp tác với thủ hiến của Đảng Dân Chủ mới của Manitoba để điều hành chương trình. Và chương trình này cho phép mọi người nhận được trợ cấp hàng tháng ngay cả khi mà họ đang làm việc, với những khoản thanh toán lớn hơn cho những người có thu nhập thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng Ottawa đã quyết định là không gia hạn chương trình vì không đủ khả năng chi trả trong thời kỳ suy thoái vào cuối những năm 1970. Vậy thì nếu như chương trình này bắt đầu, nó sẽ hoạt động như thế nào? Thưa quý vị, những người thiết kế chương trình sẽ cần phải xác định được một mức hỗ trợ cơ bản hoặc là số tiền mỗi tháng cho những người nhận chương trình. Và những người tạo ra chương trình này cũng sẽ cần phải xác định số tiền trong số tiền sẽ được triệu hồi nếu như người tham gia bắt đầu kiếm được thu nhập. Và liệu số tiền đó sẽ được trao cho tất cả mọi người hay là chỉ một nhóm được chọn. Ngoài ra, chúng tôi đã có một hệ thống hỗ trợ khá toàn diện cho mọi người thông qua chương trình ODSB, chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật của Ontario và bảo hiểm thất nghiệp cùng những loại phúc lợi khác. Làm sao để có thể tích hợp những thứ đó vào thu nhập cơ bản? Vì vậy, có rất nhiều câu hỏi về thiết kế, nhưng mà tôi nghĩ rằng các nhu cầu cơ bản là khá rõ ràng và tôi không nghĩ rằng nó quá phức tạp. Điều chúng ta cần là tiếp tục và thử nghiệm. Vẫn còn những điều không chắc chắn. Những tác động lâu dài của điều này là gì nếu như chúng ta triển khai thu nhập cơ bản toàn diện cho toàn Canada trong 10, 20 hoặc là 30 năm tới? Và liệu điều này có thực tế hay không? Khi mà Canada đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và dân số già hóa, thì thu nhập cơ bản được bảo đảm có một ý nghĩa đối với đất nước. Thậm chí là sẽ thực tế hơn nếu như triển khai một chương trình trên toàn quốc thay vì một chương trình thí điểm nhỏ. Và các chương trình thí điểm cung cấp bằng chứng thú vị về cách thức hoạt động của những chương trình này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng điều mà chúng ta thực sự cần là một chương trình triển khai toàn diện để có thể thực sự thấy được cách thức hoạt động của nó. Và chương trình này không hề rẻ, nhưng cũng không quá đắt, và không quá đắt đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được ở Canada. Có một cái giá thực sự khi mà không thực hiện thu nhập cơ bản. Bởi vì rất nhiều người, họ không chỉ phải chịu đựng vì họ không đủ thu nhập để có thể cung cấp một mức sống khá, và họ phải chịu đựng vì họ đã trở nên không có năng suất vì họ không có đủ thu nhập để có thể tự cung cấp cho bản thân, để trang trải những nhu cầu cơ bản và cho phép họ tham gia đầy đủ vào xã hội của chúng ta. Và vì vậy, nếu như chúng ta thực hiện thu nhập cơ bản này, chúng ta không nói với tất cả những người sử dụng lao động ngoài kia rằng được rồi, hãy tiếp tục trả mức lương không đủ sống, không phải là vấn đề. Và khi đó trách nhiệm trả lương được đủ sống được đặt lên vai của các bạn,
chúng tôi, chính phủ sẽ giải quyết vấn đề đó. Vì vậy các bạn hãy tiếp tục tham lam, không phải là vấn đề và người nộp thuế sẽ bù đắp sự khác biệt đó. Một phần lớn của giải pháp đó là ban hành luật về mức lương đủ sống. Bạn biết đấy, giống như chúng ta ban hành luật về mức lương tối thiểu chẳng hạn. Chúng ta hãy biến mức lương tối thiểu của mình thành một mức lương cơ bản về đủ sống. Và Julie không biết rằng những quý khán thính giả của Tiếng Người Việt Canada thì quý vị nghĩ như thế nào về chương trình này? Liệu nó có thực tế và có nên bắt đầu hay không? Rất mong được lắng nghe ý kiến và quan điểm của quý vị cho bản tin. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cao Services, chuyên dịch vụ chuyển nhà, văn phòng lớn nhỏ, dọn rác nội thất, sửa nhà, dọn kho và thiết kế sân vườn tại các khu vực Toronto và vùng phụ cận. Xin gọi 437-221-2259. Tháng 10 xin được chào đón quý khách tại Phở Mama với những món ăn hương vị Việt đặc sắc cùng party tray, cưới hỏi, sự kiện, sinh nhật. Xin liên lạc Hoàng Lợi 647-292-1848. IV Beauty and Spa, nơi chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe đẳng cấp, sang trọng, lần đầu tiên có mặt của người Việt. Uy tín đã được công nhận bởi hàng ngàn khách hàng ở hai chi nhánh Mississauga và North York. Với nhiều ưu đãi trong tháng 10, mời quý vị cùng trải nghiệm những dịch vụ như chăm sóc da, điều trị nám, gội đầu dưỡng sinh và massage thư giãn. Xin gọi 905-232-7899 hoặc 416-789-9999. Quay trở lại với bản tin hôm nay, thưa quý vị, thì ngân hàng TD đang phải trả hơn 28 triệu đô Mỹ để có thể giải quyết vụ thao túng về thị trường. TD Bank Group đã đồng ý trả hơn 28 triệu đô la Mỹ sau khi một cuộc điều tra về hành vi thao túng thị trường trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ của một trong những nhà giao dịch của mình. Và thỏa thuận truy tố hoãn lại với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có TD đồng ý rằng một cựu nhân viên đã tạo ra những hình ảnh cung hoặc là cầu giả ở trên thị trường bằng cách là đặt giá thầu hoặc là chào hàng chỉ để hủy chúng trước khi hoàn tất. Thỏa thuận đã nêu rõ ràng rằng hàng trăm cái gọi là lệnh giả mạo đã được thực hiện và lên tới hàng chục tỷ đô la cung và cầu giả mạo nhằm mục đích là tăng giá thị trường một cách giả tạo của những sản phẩm trên. Giải pháp được đưa ra khi mà TD cũng dự kiến sẽ sớm giải quyết một cuộc điều tra toàn diện về những thiếu sót trong chương trình chống rửa tiền của mình mà ngân hàng này dự kiến sẽ khiến cho ngân hàng thiệt hại hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thỏa thuận về vụ việc giả mạo có TD phải trả khoảng 12,6 triệu đô tiền phạt dân sự. Và công ty này cũng sẽ phải đối mặt với một mức phạt hình sự là 9,4 triệu đô la Mỹ. Theo những tài liệu của tòa án thì đây là một mức phạt tối đa theo luật định. Còn với 4,7 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường cho nạn nhân và 1,4 triệu đô la Mỹ tiền tịch thu. TD cho biết rằng họ rất coi trọng các hành vi vi phạm quy định và hành vi của nhân viên và rằng họ sẽ báo cáo nhân viên đó và sa thải người ta. Và kể từ đó thì đã tăng cường khả năng giám sát và tuân thủ của mình. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì khối Quebecois sẽ thúc đẩy đảng tự do tăng lương hưu và sẽ cố gắng gây sức ép lên đảng tự do vào sáng ngày hôm nay đầu tháng 10 bằng cách là kêu gọi tranh luận tại Hạ viện về việc mà tăng lương hưu cho tất cả những người cao tuổi ở Canada. Lãnh đạo của khối là François Blanchet đã cho chính phủ thời hạn đến ngày 29 tháng 10 để có thể bật đèn xanh cho khoảng một chi phí ước tính 16 tỷ đô la cho dự luật lương hưu của đảng mình. Nếu không, thì ông ta sẽ bắt đầu đàm phán với các đảng đối lập khác để có thể lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, việc mà chấp thuận các yêu cầu của khối sẽ chỉ giúp cho chính phủ có thêm vài tháng hỗ trợ. Khối có kế hoạch sử dụng hành động này vào ngày đối lập của mình để có thể kêu gọi chính phủ ủng hộ dự luật lương hưu càng sớm càng tốt và yêu cầu các đảng khác ủng hộ lời kêu gọi trên. Và cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này và có thể làm sáng tỏ liệu chính phủ có dự định đồng ý với các điều khoản của khối này hay không. Trong khi đó, thưa quý vị, đảng bảo thủ sẽ có một nỗ lực khác để có thể lật đổ chính phủ của Thủ tướng Trudeau vào chiều ngày hôm nay khi mà các nghị sĩ đang bỏ phiếu cho một hành động bất tín nhiệm khác mà dự kiến sẽ không được thông qua. Và cũng vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, thì thuế quan đối với xe điện Trung Quốc đã có hiệu lực. Và nó có ý nghĩa gì đối với người dân Canada, thưa quý vị?
khi mà thuế phụ tăng thêm của Canada đối với xe điện Trung Quốc, bao gồm một số xe hybrid đã có hiệu lực. Thuế quan 100% áp dụng cho xe điện và xe hybrid, xe bus, xe tải cũng như là xe bán tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Thuế quan 25% đối với những chiếc xe gọi là xe nhôm của Trung Quốc cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 tới. Vào tháng 6, thì Bộ trưởng Tài chính bà Freeland đã nói với các phóng viên rằng chính phủ liên bang rất là lo ngại về những hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Và bà cũng đã công bố bắt đầu quá trình tham vấn và cho biết những thay đổi có thể bao gồm thuế phụ đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc theo mục 53 của đạo luật thuế quan hải quan. Vào tháng 8, phát biểu tại một cuộc họp nội các của Đảng Tự do, Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng thuế quan. Sự thay đổi này đưa Canada phù hợp với những thay đổi gần đây về chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden cũng đã tuyên bố vào giữa tháng 5 rằng ông sẽ tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc từ 25% lên 100% trong năm nay. Eric Johnson, chuyên gia kinh tế cấp cao tại BMO Capital Markets đã cho biết rằng Canada không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc liên kết với Hoa Kỳ vì gần 80% xe hơi sản xuất tại Canada được bán ở phía nam biên giới. Nếu như quý vị làm bất cứ một điều gì có thể gây nguy hiểm cho khả năng tiếp cận thị trường rất là mạnh mẽ của chúng ta vào nền kinh tế Hoa Kỳ, điều đó có khả năng gây ra một thảm họa cho một ngành công nghiệp. Và nói về xe điện do Trung Quốc sản xuất chỉ chiếm một phân khúc nhỏ trên thị trường của Canada. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc là BYD cũng đang tìm cách để có thể mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ thông qua một cơ sở sản xuất tại Mexico. Vào năm 2020, thì BYD cũng đã mở một nhà máy lắp ráp xe bus điện mới tại Newmarket của Ontario và công ty cho biết họ sẽ có kế hoạch mở rộng hơn nữa nhiều địa điểm nữa ở Canada. Chúng tôi cam kết hợp tác với các thành phố trên khắp Canada và chúng tôi đam mê với sứ mệnh tạo ra một môi trường sạch hơn tại Bắc Mỹ và trên toàn cầu, theo công ty cho biết. Hai trong số những xe điện phổ biến nhất tại Canada là Tesla Model Y và Tesla Model 3, thưa quý vị, đều được nhà sản xuất của Hoa Kỳ sản xuất tại cơ sở của họ tại Trung Quốc. Đó thực sự sẽ là phân khúc sản phẩm cốt lõi và sẽ cảm nhận được những tác động ngay lập tức khi mà mức thuế này có hiệu lực. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu như Tesla chuyển cơ sở của mình ra khỏi Trung Quốc. Một nhà kinh tế tại Đại học Concordia đã cho biết rằng ngay cả khi mà Tesla chuyển khỏi Trung Quốc, cũng không có gì bảo đảm rằng công ty sẽ chuyển đến Canada và thúc đẩy sản xuất tại đây. Không phải đột nhiên mà Tesla sẽ nói rằng, ồ, tôi đoán là chúng ta nên chuyển tới Canada ngay bây giờ vì có mức thuế 100% đối với Trung Quốc. Chúng ta đang nói về một công ty rất lớn và có thể lựa chọn bất cứ một nơi nào để có thể hoạt động trên thế giới. Mức thuế phụ 100% giúp cho những nhà sản xuất Canada có nhiều tự do hơn trong việc tăng giá. Và điều này có nghĩa là người Canada có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho xe điện, thưa quý vị. Các nhà sản xuất ở Canada hiện có thể tăng giá. Và nếu như quý vị phải trả một mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, thì tại sao một nhà sản xuất trong nước lại không thể tăng giá thêm 50% hoặc là 75% hoặc là 99% và nói rằng đó vẫn là một thỏa thuận tốt hơn so với việc phải trả 100% thuế Trung Quốc? Và không biết quý vị có đồng ý với quan điểm này của các chuyên gia hay không? Nhưng quay trở lại thì chuyên gia Johnson đã cho biết rằng chính phủ liên bang hy vọng rằng thuế quan sẽ giúp cho những nhà sản xuất địa phương có thời gian để có thể bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc và khuyến khích hơn nữa những công ty nước ngoài sản xuất tại Canada. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng ngành xe điện của Canada đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề riêng của mình. Vào tháng 7, gã khổng lồ xe hơi của Hoa Kỳ là Ford đã cho biết rằng họ sẽ tiếp tục sản xuất xe tải chạy bằng xăng tại cơ sở Oakville của Ontario. Mặc dù chính quyền tỉnh và liên bang đang thúc đẩy phát triển xe điện nhiều hơn và chi hàng tỷ đô để có thể thu hút những nhà sản xuất xe điện đến với Ontario như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm xây dựng những ngành công nghiệp đó. Và xét đến cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, người tiêu dùng Canada cũng có thể quay lưng với những chiếc xe hơi lớn hơn, thích những chiếc xe nhỏ gọn hoặc là siêu nhỏ gọn hơn là chiếc xe SUV. Một trong những điều mà chúng ta thấy nhiều người tiêu dùng làm trong môi trường chi phí sinh hoạt hiện tại đó là họ đang giao dịch với kích thước nhỏ hơn. Tôi có thể sẵn sàng thỏa hiệp thêm một chút để có thể
về kích thước nếu như điều đó có nghĩa là tiết kiệm được một chút tiền, nhưng cũng có chi phí vận hành thấp hơn cho chiếc xe của mình. Và thông báo về thuế EV của Canada đã kéo theo một loạt những hạn chế về thương mại đi lại giữa Canada và Trung Quốc. Thưa quý vị, vào tháng trước, thì Trung Quốc cũng đã tấn công Canada bằng những cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dầu hạt cải xuất khẩu của Canada. Và tiếp theo, bà Freeland cũng cho biết rằng chính phủ Canada hoàn toàn cân nhắc thực hiện theo những đề xuất quan trọng của Hoa Kỳ về việc là cấm công nghệ xe hơi của Trung Quốc. Điều này diễn ra sau khi mà Tòa Bạch Ốc đã công bố về đề xuất cấm phần mềm và cũng như là phần cứng của Trung Quốc trên những phương tiện kết nối ở trên đường bộ của Hoa Kỳ vào đầu tuần do lo ngại về an ninh quốc gia. Và khi được hỏi liệu Canada có cân nhắc một hành động tương tự với Hoa Kỳ hay không, bà Freeland cho biết rằng câu trả lời ngắn gọn là hoàn toàn có thể. Câu trả lời dài hơn là chính phủ của chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng ta thực sự nghiêm túc với tình trạng dư thừa năng lượng sản xuất cố ý của Trung Quốc và chúng tôi cũng rất nghiêm túc với những mối đe dọa an ninh từ họ. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta hành động quyết đoán khi mà áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc, thép của Trung Quốc cũng như là nhôm của Trung Quốc. Và tiếp theo cập nhật một tin tức liên quan tới sức khỏe. Thưa quý vị, khi mà vaccine của RSV cho tất cả trẻ sơ sinh ở Ontario, Quebec và Nunavut sắp ra mắt. Và Quebec sẽ là tỉnh đầu tiên cung cấp miễn phí vaccine RSV cho trẻ sơ sinh. Nhưng mà cho đến năm nay thì trẻ sơ sinh trên khắp Canada chỉ được tiêm một loại vaccine gọi là kháng thể để bảo vệ chống lại RSV nghiêm trọng nếu như bị sinh non hoặc là có những yếu tố nguy cơ đáng kể khác. Mùa thu và mùa đông năm nay, Ontario và Quebec cũng như là Nunavut sẽ cung cấp những kháng thể dòng mới đã được Bộ Y tế Canada chấp thuận vào mùa xuân năm 2023 cho tất cả những trẻ sơ sinh trải qua mùa RSV đầu tiên. Tháng 5 năm ngoái, thì Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng cũng đã thay đổi hướng dẫn của mình để có thể khuyến nghị xây dựng chương trình tiêm chủng RSV toàn dân cho tất cả trẻ em sơ sinh tại Canada bằng cách sử dụng một vaccine mới có tên là Nivolumab. Và do gánh nặng về bệnh tật đáng kể ở tất cả trẻ em sơ sinh do RSV, thì những tác động của RSV đối với hệ thống y tế Canada cần phải được lưu ý hơn. Ontario, Quebec và Nunavut là những tỉnh và vùng lãnh thổ đầu tiên sẽ áp dụng những khuyến nghị đó và sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho tất cả trẻ sơ sinh. Một hành động mà các chuyên gia rất là hoan nghênh với tư cách là những bác sĩ gia đình, cũng là những phụ huynh đã trải qua những điều tồi tệ với con em của mình. Và nếu như đó là điều mà quý vị có thể làm để có thể ngăn con của quý vị bị khó thở hoặc là không phải nhìn thấy chúng với xương sườn nhấp nhô và quý vị sẽ thấy chúng cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí thì đây là một điều rất có ý nghĩa để bảo vệ con em chúng ta. Và cập nhật một chút về tình hình biểu tình tại cảng Montreal. Thưa quý vị, thì hôm nay những công nhân cũng đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài và là ngày thứ hai. Tại cảng Montreal, đóng cửa hai bến cảng xử lý hơn 40% lưu lượng container tại cảng thứ hai lớn nhất của Canada. Và khoảng 350 công nhân, như quý vị đã biết, đang nghỉ việc bắt đầu từ ngày 30 tháng 9. Liên đoàn địa phương trực thuộc Liên đoàn Công nhân viên chức Canada cho biết rằng chiến thuật gây sức ép này nhằm mục đích tạo một sức nặng cho yêu cầu về lịch trình làm việc thường xuyên, cũng như là mức lương cao hơn. Ngoài ra, thưa quý vị, một vấn đề đã được một khán thính giả rất là quen thuộc của tin người Việt Canada đã chỉ ra và rất có ý nghĩa. Đó là những người làm việc tại những bến cảng này đang đình công đã nhìn thấy một nguy cơ rất lớn đối với chính họ. Các công việc này dần được thay thế bởi những hệ thống tự điều hành. Như ở Trung Quốc chẳng hạn, thì việc tự động hóa đang dần chiếm lĩnh những vị thế đối với những công nhân ở bến cảng. Mỗi lo ngại này thể hiện một sự lo lắng đối với công đoàn tại các bến cảng của Hoa Kỳ. Và trong những điểm đàm phán có một điều mà tôi cảm thấy rất là căng thẳng. Họ đã bắt phải có một cam kết không sử dụng những công cụ tự động hóa trong tương lai. Và Julie cũng như là ban biên tập xin cảm ơn rất nhiều với những chia sẻ về quan điểm cũng như là hiểu biết của quý vị cho bản tin. Quay trở lại thưa quý vị, thì việc đóng cửa kéo dài có thể sẽ làm tăng giá hàng hóa trên khắp lục địa và có khả năng sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt tại những nhà bán lẻ lớn và nhỏ khi mà mùa mua sắm lễ hội cuối năm đã bắt đầu.
Và tiếp theo chương trình, Julie xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin thương mại về thị trường bất động sản tại Canada. Townhouse 3 tầng mới xây dựng 2016, landlay PC, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, garage parking ở trong khu vực yên tĩnh và đầy đủ tiện ích. Giá bán 749.900. Xin liên lạc Tony Trần 604-780-1555. Mimi Nguyễn, chuyên viên mortgage gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, hiện đang làm việc với nhiều ngân hàng lớn tại Canada, giúp đỡ tài chính cho khách hàng gặp khó khăn khi mua nhà như công việc làm tiền mặt, điểm credit chưa tốt, có nhiều nợ, mua nhà lần đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba. Mọi thắc mắc xin liên lạc 647-896-4328. Duplex giá bán 788.000 đô la. 7622-7624, 8 Zem Avenue, Villeray Saint-Michel Park Extension, Montreal, Quebec, H2A-3E2. Cách Metro Saint-Michel 2 phút lái xe. Tòa nhà gồm 2 căn hộ 5,5 rộng rãi. Tầng hầm có 1 căn hộ 4,5 được bảo trì tốt. Cửa sổ lớn ở cả 2 căn hộ đảm bảo ánh sáng tự nhiên, tạo không gian ấm cúng và thoải mái. Sân sau xinh xắn riêng tư để thư giãn và giải trí. Garage đôi và 2 chỗ đậu xe trước nhà. Người thuê ổn định, vị trí tiềm năng, tiện cho mọi sinh hoạt gia đình. Làn Vũ và Thim sẽ hỗ trợ thủ tục nhà bong để giao dịch được thuận lợi, thành công. 514-967-4889. Thị trường nhà ở tại North York, Toronto chưa bao giờ được quan tâm như hiện nay, với cơ hội vừa ở vừa cho thuê. Semi-detached mới ở trên thị trường, gồm 5 phòng ngủ, 3 washroom, không gian sống rộng rãi, tọa lạc tại North York, có sân sau riêng, 5 chỗ parking, finished basement và lối đi riêng. Giá cho bán 1.199.000, gần với công viên, gần với trường học lớn, chỉ 5 phút lái xe đến York University, đầy đủ siêu thị và các tiện ích xung quanh. Xin liên lạc Realtor Hiệp Nguyễn 647-261-1980. Tư vấn mua bán bất động sản tại Calgary với Realtor Jenna Nga Nguyễn, số điện thoại 403-918-7997. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.